Hi, xin chào tất cả anh em. Hôm nay mình có một số đồ nghề và một số đồ cơ khí và một số đồ linh tinh lên sóng. Anh em xem có món nào phù hợp thì liên hệ cho mình để đặt hàng ha. Thì mình cũng nói rõ luôn, giá thì mình lúc nào cũng công khai đầy đủ, hàng thì lúc nào cũng rõ ràng. Của Trung Quốc thì nói, của Trung Quốc, của Nhật thì của Nhật ha. Mình sẽ tiện lợi những cái hàng chất lượng cho anh em. Để tại vì mình cũng đứng trên một cái cương vị là một người sử dụng và sưu tập thì cũng mong muốn là mang đến cho anh em những cái món đồ tốt để sử dụng ha. Thì đầu tiên món số 1, nó là một cây thước đo sâu của thằng Mitsu Toyo. Đây, cái này thì anh em sẽ xem là nó là của hãng Mitsu Toyo. Hãng này rất là nổi tiếng về thước ở Nhật và cũng như ở Việt Nam. Cái thước này nó rất là dày nha anh em. Thì anh em nào làm cơ khí thì sẽ cần đến cây thước này. Thước này còn rất là đẹp, gần như là mới luôn á. Thì đây, các chữ số của nó đây. Dày, cứng cáp, hoạt động tốt nha anh em, ra vô trơn tru. Đây mình sẽ kéo cho anh em xem. Đó, hoạt động trơn tru. Bánh xích này vẫn hoạt động tốt. Cái này là cái con lại đó, trơn tru, hoạt động nhẹ nhàng ha. Thước này là một cái cây thước gọi là thước đo sâu của hãng Mitsu Toyo. Đây, rất là đẹp, chính xác nha anh em. Rồi, giá của cây số 1 này có giá là 500.000. Tiếp theo là một cái đồng hồ đo sang chê. Cái này cũng của anh em bên cơ khí. Cái này là của hãng Peacock. Cái này là của Nhật luôn anh em nha. Ở đây nó sẽ có cái tiêu chuẩn là GS của Nhật. Thì một số đồng hồ hiện thị hoặc là một số đằng sau nó sẽ để là chữ Japan hoặc là không, nhưng mà mình sẽ dựa theo cái tiêu chí này và cái tên hãng này là của Nhật. Cái này hoàn toàn hoạt động ok nha anh em. Đây mình sẽ thử cho anh em xem. Đó, khi mà mình nhấp khoảng chừng tầm chục lần thì kim nó vẫn trở về vị trí cũ, ý nó không nhích lên. Đó, còn rất là chính xác nha anh em. Đây, cái đồng hồ trên mặt này mình có thể điều chỉnh được. Đó, ở đây nó có cái đầu bi nè. Anh em làm cơ khí thì sẽ biết cái đồng hồ này. Ở đây nó có cái bát bắt nè, anh em sẽ có một cái chân để mà bắt cái đồng hồ này. Rồi giá của cái đồng hồ này có giá là 300.000. Rồi, tiếp đến cái số 3 là một cặp nha. Cái này là một cái đồ đập thịt bằng nhôm của hãng Kaikut của Nhật. Thằng này thì hay làm đồ cho nhà bếp và đồ gia dụng và một cái ép tỏi này thì anh em để tỏi vô đây và ấn cái này xuống. Còn cái này là dùng để lấy tỏi ra nè, lấy cái xác tỏi ra nè. Khi mà nó dính vô đây thì anh em sẽ đẩy cái này ra thì nó sẽ rớt cái xác tỏi ra. Đây anh em có thể dùng đó ha. Cái này là một cái bàn giống như bàn răng vậy, nó sẽ ấn vô cái lỗ này để đẩy cái xác tỏi ra. Đó, một cặp này thì mình sẽ bán giá là 220.000, mình không bán lẻ. Đây là một cái mã số 3, còn đẹp, nhôm sáng. Rồi, tiếp đến hai món số 4 là một cặp thước. Đây, ở đây là một cặp thước 15cm và một cặp thước 30cm. Một cái của Yamayo và một cây của Shinwa nha anh em. Hai cái thước này còn rất là đẹp. Đây, chữ số nó là số khắc nha. Những cái dòng thước này là chữ nó số nó khắc lên trên này, nhìn rất là rõ ràng, hai mặt số trên dưới. Hai cây nào cũng vậy hết, mặt sau rất là đẹp, rõ ràng. Giá của một cặp này là có giá là 130.000. Tiếp đến mã số 5 là một cây thước ke vuông của hãng Shinwa. Đây anh em có thể thấy của hãng Shinwa nha. Ở đằng này thì nó sẽ có cái mặt số, các góc cạnh đều còn vuông vức. Đây anh em có thể nhìn thấy. Nếu mà mình ở bãi mà mình lấy những cái cây thước mà nó bị dập ở góc này thì nó sẽ không còn lấy những cái góc vuông nữa. Nên là thước này thì cũng nhiều anh em bán.
bán, mình bán cây này là 140.000. Tiếp đến là một cái cạo sên 2 tầng của hãng Hataya cạo sên xe máy nha anh em, 2 tầng anh em có thể nhìn thấy 2 tầng cốt, còn hàng này đã qua sử dụng, cốt còn khá rất là đẹp, cốt dài. Ở đây mình sẽ có tự luôn trên xe máy, trên cọc sên cho anh em xem. Cái đặc điểm của cạo sên xe máy thì mình cũng làm nhiều clip mình nói rồi, thì cái công dụng của nó loại hơn những cái của Trung Quốc mình mua 50-60 ngàn, ngoài 100 ngàn ở ngoài chợ. Thì cái này nó rất là lợi lực, nó là không hiểu sao nó làm sao mình vô mình bật ra rất là nhẹ, không có cần phải trợ lực như là những cái cây của Trung Quốc. Đây mình sẽ thử cho anh em xem ha. Đầu tiên anh em là phải lấy cân nha. Anh em đặt cái này vô rồi lấy cho nó ngay cái mắt sên. Anh em mà lấy không ngay, anh em vặn là nó cong cốt á, cong cái cốt. Rồi. Cong cái cốt này nè, nếu mà lấy không ngay nó sẽ cong cái cốt. Đây cục sên này nó dài quá nên là đây rồi. Bạn cho nên xem. Đây, đó. Cái cốt sên nó rớt ra rồi nè. Anh em thấy nó rất là nhẹ nhàng. Đây, mình sẽ tháo ra. Đó, thì cạo sên này thì có giá là 400 ngàn nha anh em. Rồi tiếp đến món số 7 là một cây cần tự động Tone 1/2 của hãng Tone. Còn rất là đẹp nha, cái này mình chưa hề rửa, chưa hề vệ sinh, rửa lên nó còn rất là mới. Đây nó còn cái dấu dơ ở đầu quy, cái đầu quy nó còn chưa sử dụng nữa. Rất là đẹp, rất là sáng, đầu 1/2 nha, hàng nguyên zin, chưa mở, chưa bung, bạn nghe rất là sướng tai. Đầu 1/2 thông dụng, chiều dài như mình nói rồi, cái chiều dài của đợt cây 1/2 á, 12 ly 7 là cái đầu này 1/2, chiều dài cơ bản lúc nào của nó cũng là 250 mm. Rồi, cây này có giá là 300 ngàn nha anh em. Tiếp đến là một cây bông tu lấy dấu từ đầu. Đây cây này là của hãng Rubicon nha, Rubicon của Nhật. Cây này khi mà anh em tăng chỉnh mạch nhẹ thì anh em sẽ xoay cái này ngược chiều kim đồng hồ, sẽ là cái lực nó nhẹ. Ở đây nó sẽ là cái mũi hợp kim, mũi hợp kim. Anh em nhìn kỹ mũi hợp kim, nó áp một cái chút xíu hợp kim thôi để nó cứng hơn thép, thì anh em đục vừa thép nó mới có cái dấu được. Đây mình sẽ thử cho anh em coi. Đây anh em nhìn kỹ ha. Rồi, thì mình sẽ ấn một cái xuống. Có anh em thấy một cái lỗ ở đây. Đó, mình sẽ thử sang cái khác cho anh em dễ nhìn ha. Đó. Thì anh em sẽ thấy nó đây, một cái lỗ ở đây nè. Đó, cái này là nó lấy dấu nha, nó lấy dấu để khi mà anh em khoan hoặc là đánh dấu một cái gì đó. Còn đây thì mình sẽ thử cho anh em xem cái, mình sẽ vặn hết lại cho lực nó mạnh. Đây mình sẽ thử cho anh em xem, nó bể gạch luôn nha anh em. Nếu mà gạch nào mà yếu yếu là bể gạch đây nè, như anh em có thể thấy đó, gạch bể là bình thường. Sắt thép thì đây, sắt thép có dấu là
bình thường thôi đó. Thì cái này, cây này nó có giá là 300.000. Anh em có thể mua hàng Trung Quốc xài cũng được, nhưng mà nhấn được mấy lần là cái đầu này nó sẽ tè ra, bảo đảm luôn. Tại vì ngày xưa giờ mình cũng xài qua rồi. Rồi, tiếp đến món thứ 9. Món thứ 9 là một cái đầu chia hơi. Đầu này của Đài Loan xuất nhập nha anh em, của Đài Loan xuất nhập. Đây, chia hơi ra một đầu vô hai, ra hai. Cái đầu Trung Quốc anh em mua ngoài chợ thì nó sẽ, cái dấu này nó sẽ là cái dấu trừ, là cái dấu cộng. Anh em để ý, nếu mà nhà đang có xài Trung Quốc đó, cái dấu lấy ở trong này là nó sẽ là dấu cộng, và cái đuôi hơi này nó sẽ bằng chứ nó không có cái rãnh như vậy. Đây mình sẽ chỉ cái rãnh cho anh em. Đây, đó là cái kinh nghiệm mà khi mà phân biệt hàng á của nào á. Đây, nếu mà anh em ra Tạ Uyên mua những cái đuôi hơi như vậy nè, giống như vậy nè, nó sẽ là nó bằng luôn chứ nó không có một cái rãnh ở đây. Cái rãnh đây nè. Cái thứ hai nữa là cái dấu mà đẩy hơi trong này nó sẽ là dấu cộng chứ không phải là dấu trừ. Nó là dấu cộng. Rồi, cái này, cái chia hơi này nó có giá là 150.000. Rồi, tiếp theo. Tiếp theo đây là một cái bộ đóng số nha. Đóng số từ 0 cho đến 9 của hãng Thiếp của Nhật. Loại này là 5mm. Hàng này đã qua sử dụng rồi, nhưng mà các đầu số nó còn rất là đẹp, rất là bén. Thì chút nữa mình sẽ thử cho anh em xem. Đây, mình sẽ lấy cho anh em coi. Đây là cái số 012 nè. Khi mà anh em đóng lên đó, mình nhìn nó sẽ bị ngược nha, nhưng mà khi mà mình đóng lên đó thì nó sẽ ra số 012 thuận cái chiều mắt của mình. Đây, mình sẽ thử luôn cho anh em xem. Thì đây, mình sẽ thử cái bộ đóng số cho anh em nha. Thì đây, mình sẽ đóng lên trên đây thử cho anh em xem. Đây là số 6 đi. Cái này là số 3. Cái này là chắc có lẽ là số 2 quá. Này là số 4. Rồi. Đây, anh em có thể nhìn thấy số nó rõ ràng nha, 92, 9324. Cái này là tại vì mình đóng cũng không có chuyên lắm đó. Đây là đóng lên sắt nha, đó, chữ số nó còn rất là bén. Thì cái bộ này thì mình bán giá là 200.000. Kích thước chữ số là 5 ly từ 0 đến 9. Đây, anh em có thể nhìn thấy ha, đó, chữ số đóng của nó là rõ ràng. Rồi, mặc dù nó qua sử dụng nhưng mà chữ số của nó còn rất là bén nha. Đó. Rồi, cảm ơn tất cả anh em đã ủng hộ mình trong thời gian qua. Xin chào và hẹn gặp lại.